Xin kính chào các quý thầy cô, các chị mọi đồng nghiệp. Trước tiên thì em tự giới thiệu em là bác sĩ Phạm Đình Dũng đến từ bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Rất là cảm ơn bài báo cáo của các thầy Nguyễn Hồng Minh, thầy Đại Xuân Vương và thầy Lê Minh Kỳ liên quan đến vấn đề về chóng mặt. Thì bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cũng là nơi mà thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân đến bị chóng mặt, cũng có là cái nước dần dần cũng đã thay đổi liên quan đến vấn đề bệnh lý chóng mặt thuộc về tai mũi họng. Thế thì hôm nay thì chúng ta đã nghe được rất nhiều bài báo cáo rồi, thì có lẽ là cái cuối này cũng cảm thấy rất là thuận lợi cho em. Thì hôm nay em sẽ kể cái câu chuyện, nó cũng rất là chi tiết thôi, tức là kể câu chuyện liên quan đến vành tai, gọi là hoa viêm đế cô lên. Đây chính là ống bắc kính sau. Chúng ta hình dung hình ống bắc kính sau của chúng ta chính là hoa viêm đế cô lên như thế này. Đây là hình ảnh của ống kính sau ở bên trái ánh phải, đây là hình ảnh của ống kính sau ở bên trái. Chúng ta sẽ chỉ về câu chuyện của ống bắc kính sau và một số những cái tình huống sau. Vậy thì đây chúng ta đã biết rồi là cái bệnh chóng mặt rất là phổ biến, nó chỉ đứng sau đau đầu thôi. Và đặc biệt là chóng mặt này thì nó sẽ liên quan nhiều đến lĩnh vực về tai mũi họng, vì nó bỏ đa số nó sẽ là nguyên nhân của ngoại biên. Mục tiêu của bài này thì đây là mục tiêu bài học, nhưng mục tiêu của sâu xa trong cái bài trình bày này thì em muốn đưa đến cho chúng ta một cái nhìn là tai mũi họng của chúng ta sẽ còn cần phải tiếp cận tiền đình, còn đây là mục tiêu của bài. Vậy thì chúng ta ngại không khám tiền đình vì sao? Một là chúng ta nghĩ rằng không phải của chúng ta, hai là chúng ta rất là phức tạp vì vấn đề chúng ta sinh lý giải bệnh không có, ba là chúng ta chưa được đào tạo một cách chính thống, bốn là cái việc này nó xảy ra ngay cả những nước phát triển và chúng ta nghĩ rằng là không phải của chúng ta. Thế thì ở đây hôm trước thì có cái bạn giáo sư của Huy Sang thì có một câu nói rất hay, tôi nhớ rằng là với một bệnh nhân chóng mặt thì luôn luôn người ta cao hơn hoặc lớn hơn của người bác sĩ. Tức là chú ý là gì? Tức là một chóng mặt thì không bao giờ chúng ta tiếp cận chỉ có một chuyên khoa, mà bao giờ thường phải phối hợp giữa tai mũi họng và thần kinh. Chính vì vậy mà chúng ta bao giờ có consultation giữa bác sĩ về tai mũi họng và bác sĩ về thần kinh. Và các bệnh lý chóng mặt thì chúng ta sẽ có rất nhiều bệnh lý có thể gây ra nhầm lẫn. Nhầm lẫn thứ nhất đối với chuyên khoa thần kinh thì có thể được liên quan đến bị tai biến, liên quan đến thiếu máu thoáng qua, chẩn đoán với tim mạch. Thì ở đây tôi sẽ kể hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là một bệnh nhân người ta bị chóng mặt và có nhịp chậm, và bác sĩ tim mạch nghĩ rằng đó là do nhịp chậm, đặt pacemaker. Nhưng với pacemaker thì sau mấy năm liền nó không bao giờ activate, tức vì nhịp nó chậm dưới 50 thì nó mới activate được. Cuối cùng tìm ra hóa ra là bị PPV. Câu chuyện thứ hai, không có bệnh nhân đến khám người ta bảo là tôi bị chóng mặt, nhưng thực ra lại khai thác là ngất do hơi nhịp chậm, do vậy đi đặt pacemaker lại ok. Bệnh nhân thứ ba liên quan đến thần kinh, người ta đến vào cấp cứu ở một bệnh viện lớn, sau đó thì bảo là trong khỏe không có gì cả, nhưng khi tôi khám đấy và cái này nghĩ đến vấn đề tai biến, đi chụp phim thì đúng là tai biến. Do vậy rằng ở đây nó có thể nhầm lẫn gì, một tim mạch, hai thần kinh, ba là có bệnh lý chuyển hóa, ví dụ như là vấn đề cái nội tiết, bệnh lý bị suy giáp, hoặc là những bệnh lý liên quan đến tiểu hạ đường huyết hoặc số bệnh lý. Do vậy là chúng ta phải rất thận trọng, có thể nhầm lẫn. Thế thì trong thực hành nói chung về y học cũng như là trong vấn đề về tiền đình, chúng ta phải trả lời ba câu hỏi lớn. Câu hỏi thứ nhất là vấn đề này có cấp cứu không? Câu hỏi thứ hai là vấn đề này thuộc chuyên khoa nào? Câu hỏi số 3 mới là đến bệnh gì? Thế thì ở đây chúng ta, một là cấp cứu, nó liên quan đến ba cái câu hỏi nhỏ. Một là cấp cứu tính mạch, hai cấp cứu chức năng, và ba là có nguy cơ xảy ra cấp cứu. Do vậy rằng là đứng trước bệnh nhân chóng mặt, câu hỏi đầu tiên chúng ta phải trả lời là có cấp cứu không? Ví dụ như là những vấn đề về tai biến, những vấn đề bệnh lý khác, thì hoặc là chúng ta cấp cứu chức năng, và chúng ta ở trong nội khoa rất hay bỏ qua, đó là hội chứng cốc tay tiền đình cấp, giống như biết đột ngột đấy, thì các bác cứ tập trung vào điều trị chóng mặt thôi, nhưng sau đó thực tế người ta lại là vấn đề nghe khèm. Đấy là bỏ qua câu hỏi đầu tiên, là không trả lời được câu hỏi đầu tiên là cấp cứu chức năng. Tiếp theo cũng có thể không trả lời được câu hỏi là có nguy cơ xảy ra cấp cứu, thì chúng ta hay gặp trong bệnh mê nhe, nó là phân trước khoa kìm, tức là có nguy cơ nó có thể gãy. Và do vậy thì đầu tiên chúng ta phải trả lời là có cấp cứu không? Có một cấp cứu tính mạng, hai cấp cứu chức năng, ba nguy cơ xảy ra cấp cứu. Câu hỏi thứ hai chúng ta trả lời là bệnh lý thuộc chuyên khoa gì? Đây thì trả lời tam học, nhưng thực ra là phải chuyên khoa gì?
Và nếu chuyên khoa đó có sự phối hợp thì bên nào nhiều hơn thì chúng ta sẽ phối hợp. Đấy là câu hỏi nó chung cho ngành y và cũng chung cho cả vấn đề về thể định. Thì ở đây rất may là thầy Xuân Hùng đã trả lời một câu hỏi rất quan trọng, đó là chẩn đoán phân biệt tiền đình trung ương và tiền đình ngoại biên. Các em không đi sâu vào đây nữa. Và nếu là tăng họng thì là gì? Thì bệnh lý đầu tiên VVV, bệnh lý thứ hai hay gặp gây nhe, bệnh lý thứ ba là viêm dây tiền đình, bệnh lý thứ tư đó là những cái chấn thương hoặc những tai biến liên quan đến não do tai, hoặc bệnh lý tiếp theo là gọi migraine tiền đình. Do vậy là chúng ta trong thực hành chúng ta sẽ phải đi trả lời 3 câu hỏi, và mỗi cái câu hỏi này sẽ có những câu hỏi nhỏ. Đây là chúng ta biết rằng là cái vị trí chúng ta hôm nay chúng ta đề cập nói cái câu chuyện 88%, tức là chóng mặt tư thế kiểm soát lành tí tôi bước sau, giống như bạn yêu để cô lên. Vậy thì định nghĩa trong mắt là như thế nào? Có rất nhiều trọng định nghĩa, nhưng mà trước thực hành thì chúng tôi thường nói định nghĩa chóng mặt. Chóng mặt là một cảm giác có thật nhưng về một chuyển động không có thật. Chúng ta nhìn thấy người ta bảo chóng mặt nhưng mà thực ra có chuyển động đâu. Đấy là định nghĩa vậy. Có thể là, và như thầy Hùng cũng nói là một là có vẻ là vertical, hai là dizzy, hoặc hai có cái cảm giác thứ ba nữa là lightheadedness. Tức là nó có thể là vertical thì nó sẽ thường ngoài biên, dizzy thường ở trung ương, và một cái cảm giác thứ hai nữa là lightheadedness mà chúng ta sẽ tìm được thì chính là thường nó sẽ liên quan đến gọi là tâm thần, mà các thầy hay chẩn đoán gọi là rối loạn dạng cơ thể. Đấy. Thế thì trong mắt tôi thấy cái pháp là gì? Thì chúng ta sẽ lần lượt trả lời câu hỏi. Về giải phẫu thì chắc là các thầy nói rồi, em không nói nhiều. Thì nó chỉ liên quan là chúng ta nói đến ống mắt phía sau, là chúng ta sẽ nói đến câu chuyện của ống mắt cái tay này. Do vậy rằng nếu mà cúi như thế này, này sẽ là chóng mặt cái phải. Như này, cúi như thế này, đấy là chóng mặt. Do vậy rằng không nhất thiết phải là tư thế là gì đây, đang nằm. Nhưng đôi khi bệnh nhân đến cúi xuống cái cuộc giày, hoặc tôi cúi cổ mặt nó lại bị, thì bản là cử động liên quan đến bình xuyên thì nó sẽ là bản chất của vấn đề. Thì thôi, cái bên giải phẫu em. Bây giờ cơ hội là bản cái từ BB tư thế kỳ phát này, chúng ta hiểu được bản chất của bốn chúng ta hiểu một tạm và định rồi. Thế đặc điểm thì một là chóng mặt đơn, hai là có thể nói là câu chuyện đơn dị ở dây, thứ ba là bản chất nó là liên đến. Thế ở đây thì nó cái điểm chúng ta hay gặp là cái chóng mặt nó đôi khi là có thể bệnh, có cả đau đầu, có cả nên là khi được nó là đơn thuần, chúng ta khi khám nó lầm nhát trong đấy bạn. Tiếp theo là tư thế, đấy nói rồi, một là tóm lại là câu chuyện tất cả tư liên quan đến ống câu chuyện của cái thì nó sẽ gây cho bạn tư thế. Thế là kịch phát vì thế này nó đột ngột gây sợ hãi tái phát nhiều bệnh vỡ đàng. Lành tính ở đây chúng ta nói nhưng đôi khi không phải là ra sao. Một có thể bị ngã, có thể gây ra rất nhiều, và có lẽ là tự nhiên là cái màn hình nó nghĩ rằng là đôi khi nó có làm mà có cái đích gì đấy. Bởi vì rất nhiều bệnh nhân đến bị trầm cảm, nên viên sợ hãi, bởi vì thế này có rất nhiều trường hợp người ta đến khám nhưng không điều trị được, còn điều trị không khỏi, cũng vậy bệnh này cũng làm sao gây ra. Trong cái phần này thì liên quan đến cơ chế gây bệnh thì ở đây thì cũng nói qua để chúng ta biết rằng là trong thực hành chúng ta sẽ đi trả lời qua mấy vấn đề, nó liên quan đến 3 câu hỏi lớn hoặc 5 câu hỏi nhỏ, và đây là 5 câu vấn đề nhỏ. Một là bao giờ các quan tiền đình nó có quan tiếp nhận, chính là tiền đình. Trong đó thì đường truyền vào. Hai là trung ương, chính là phần tiền đình trung ương. Cơ quan truyền ra chính là cái dây vận nhãn, và cơ quan đáp ứng chính là nhãn cầu. Nói rõ ràng rằng là cái này thì đường truyền vào chính là cơ quan tiền đình.
cô có cảm nhận là được cái cơ quan tiếp nhận là được cơ quan tiền đình và sẽ đi theo dây thần kinh số 8, dây nhánh tiền đình của cái dây số 8. Trung ương ở đó ở giữa nó liên quan dây tiền đình, đường truyền ra chính là các nhân tóc tai, nhân dây 3, dây 4, dây 6 và cơ quan đáp ứng chính là mắt. Đấy là tất cả nó xoay quanh là năm vấn đề. Chẩn đoán xác định thì chúng ta làm theo cái biện pháp. Rất đáng tiếc là tại sao các bạn không có hình ảnh, không có video gì. Không sao cả. Vì cái biện pháp đích xuống mai thì các thầy cũng đã đề cập rồi. Rất đáng tiếc thì không sao cả. Thì cái chẩn đoán xác định chúng ta thì chúng ta sẽ làm biện pháp X-Zone 5 và chúng ta sẽ đưa ra cái chẩn đoán. Nó phải rằng chẩn đoán xác định tóm tắt, một nó liên quan đến trong mặt quay đơn thuần, thời gian như vậy xuất hiện đột ngột ngoài cơn bình thường và làm cái phẩm X-Zone 5 dân tính và cảm lâm sàng một chút. Chẩn đoán phân biệt thì ở đây chủ yếu là liên quan đến viêm ngang hoặc những bệnh lý đi kèm. Với viêm ngang thì thường nó sẽ liên quan đến là cái quay phải quay bên trái, theo bình diện ngang thì nó sẽ chóng mặt, còn phía sau thì không chóng mặt. Chẩn đoán nguyên nhân. Nguyên nhân ở đây thì nó có liên quan đến tuổi, tuổi càng cao thì nó sẽ càng chóng mặt nhiều hơn. Hai nguyên nhân cho chấn thương, chúng ta thỉnh thoảng có bệnh nhân gây ra chấn thương. Tiếp theo là bệnh migraine. Migraine thì nó sẽ liên quan đến tôi không hiểu vì sao mà tất cả các ảnh đều bị mất. Người cao tuổi thì bám dính các thành nhĩ nó già. Đấy, nguyên nhân cho chấn thương. Về migraine, migraine thì khả năng bị BBB nó tăng lên gấp 3 lần. Thiếu vitamin D. Điều trị. Thì ở đây thì khi mà điều trị thì nó sẽ có cái thời gian để nó tái, tức là khi mà chúng ta điều trị thì ở đây cái câu chuyện nó sẽ chúng ta kể là nó sẽ lạc vào cái phần ngoan khuyên đây. Và đây là xoan nang của chúng ta. Khi chúng ta điều trị chúng ta sẽ đưa cái này về vị trí xoan nang. Và khi mà xoan nang này thì nó sẽ cái sỏi của cái phần lạc chỗ thì sẽ tích hợp lại vào cái phần cái bãi thành nhĩ. Ở đây thì có một cái lưu ý đặc biệt khi điều trị. Vì cái này thì cũng đã xảy ra cái câu chuyện là bị ngã rồi. Bởi vì cái cơn mà nó giải phóng cái thạch nhĩ vào xoan nang thì nó sẽ gây ra cái chóng mặt rất là ghê gớm. Rất ghê gớm và hiện tại trong báo cáo của thầy thì trong quá trình em thực hành thì có 3 bệnh nhân bị ngã. 3 bệnh nhân bị ngã. Một bệnh nhân thì ngã ngay trước mặt mình. Một bệnh nhân thì ra ngay cửa phòng khám bị ngã. Một bệnh nhân thì đưa vào bị ngã. Do vậy rằng là khi mà bị chóng mặt này chúng ta hết sức lưu ý là bao giờ phải có giữ bệnh nhân. Và thông thường thì cái chóng mặt này đôi khi nó sẽ xuất hiện khoảng nhiều trường hợp nhé, 5 phút sau, 10 phút sau. Do vậy là rất lưu ý là bệnh nhân sẽ không ra khỏi phòng khám và phải luôn có người giữ, thường phải 5-10 phút sau. Thì bệnh nhân sẽ bị ngã. Cái dạng là bệnh nhân thì chủ yếu là phòng ngừa những bệnh nhân mà có cái tư thế là gây ngã. Điều trị tự khỏi như thế nào? Thì người ta thấy rằng là do bản thân là cái bản thân của cái sỏi nó là cái canxi. Thế thì khi mà nó vào cái quay trong cái môi trường của cái nội dịch ấy, đấy, trong cái phần động mạch khuyên ấy, thì nó sẽ bị hòa tan. Và nếu mà cái chúng ta thấy rằng nếu mà đây là cái nghiên cứu thì người ta tính ra rằng là cứ để một thời gian thì sau 100 giờ thì nó có thể còn hòa tan. Chính vậy chúng ta sẽ thấy rằng là nó có thể là nó sẽ bị một thời gian nó không điều trị giảm nó khỏi. Thì ở đây thì chúng ta cũng có một số những nghiên cứu và tiến hành cũng tương đối lâu rồi. Thì cũng xin giới thiệu vì chúng ta không có nhiều thời gian. Thì thấy rằng là những cái bệnh nhân này thì thông thường thì chúng ta sẽ thời gian bị bệnh có nhiều mức độ của thời gian khác nhau. Và thông thường thì các triệu chứng như vậy thường nó chóng mặt đơn thuần. Tuy nhiên rằng là những cái có thể kèm theo những cái triệu chứng khác. Ngoài ra những cái biểu hiện về thời gian thì thông thường chúng ta sẽ thấy ở đây là nó chủ yếu là trong cái thời gian cũng chỉ khoảng độ mấy chục giây chủ yếu. Và thông thường thì quá trình tay phải tay trái tương đối là giống nhau, nhưng mà trên thực tế dần dần đây thì tôi thấy là bên tay phải nó bị nhiều hơn. Cũng có thể là do nguyên nhân người ta nếu nó nằm ngủ nghiêng bên trái nhiều, có thể bên trái thì bên phải xưa.
Còn điều trị thì chúng ta cũng cái hiệu quả thường điều trị qua một số lần nhưng bằng các Epline thì hiệu quả thường rất là tốt nếu mà chúng ta chẩn đoán đúng, không có vấn đề gì đặc biệt. Còn hiện tại thì có những cái trợ giúp của máy thì cái hiệu quả nó sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Vậy thì để phân kết luận thì em xin phép là một là những vấn đề về giải phẫu và sinh lý là gốc rễ của vấn đề. Những vấn đề lâm sàng và cận lâm sàng phải dựa trên vấn đề về chúng ta hiểu về sinh lý bệnh, chẩn đoán các trường hợp điển hình và không điển hình quan trọng, và điều trị ở đây thì nếu đúng là BMD thì điều trị khỏi 100% là lên với ý các tình huống gây ngã. Và xin trân trọng cảm ơn các quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Cảm ơn ạ.